Good evening, teacher. Good evening and happy Halloween. Happy Halloween, teacher. What am I? What am I? I am a rabbit. You're you are a witch. What am I? You are a witch. Yes, a witch. I am a witch. My God. Halloween, teacher. Oh, happy Halloween, everyone. Happy Halloween, teacher. Where's your costume? Where's your costume? Do you have? Oh, no, no, no. Không nhìn thấy. Okay, đây, 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 đây. Cô đã mua được cái giỏ. It's a trick or treat. Pumpkin boy. Yeah. Trick or treat, I love it. When I'm where's small, your costume? I... Where's your costume? Sao con? Sao các con? Làm cô mệt lắm hả? Cô là phù thủy hả? Thủy. Ok, đúng rồi, cô là phù thủy đấy. Làm Halloween hả? Phù thủy xấu xa. Trang phục hóa trang có con đâu? Trang phục trang phục hóa trang có con đâu? Có mình cô à? Có mình cô hóa trang đâu lớp. Trang phục các con đâu? Trời ơi. Ok. Today is not Miss Hương, not teacher. Hương, I'm not a teacher con today. Dùng đâu cô ạ. I am a witch today. Okay. Today I'm a witch. Just for one day. Okay. Phù thủy kia. Chẳng có trang thế các bạn nào. Hóa trang giống cô. Cô còn một trang phục nữa. Lát cô sẽ cho con xem. Đố con biết là gì? Đoán từ giờ đến cuối giờ đi. Vậy đó là có phải là mát cà rồng không cô? No, not a vampire. It's monster. No, it's a character in a scary movie, in a horror movie. Monster, okay. Pumpkin. Pumpkin, no. No, I just have this pumpkin that is full of sweets. Okay, I have this one. Chupa chup. This one. Sour candy. Trick or treat. Trick or treat. Ôi. Uh-huh. Đấy. Trick or treat. Lát nữa cô đổ nó ra để các con sẽ nhìn thấy. Happy Halloween. Happy Halloween. Okay. You also. You make me hungry. Ai share màn hình đây? Phải chứ. Có bạn đó là Annabelle á? Không phải. Thực ra là nếu mà có trang phục của Annabelle thì các bạn cô cũng mua đấy. Cái đấy là từ tối học đi. Cô có phải là học cái này đúng không? Cô là gì cơ? Cô vẫn là phù thủy mà. Ừ, cô vẫn là phù thủy nhưng mà ý là cô có một cái trang phục khác. Cô có một trang phục khác, cô còn phải nói là gì không? Thấy chưa? Hôm nay là cô đã phải make up này, xong rồi đánh một cái quả son nó rất là tối. Bạn nào share screen đây? Sao Lê Ngọc Ánh là bạn nào được share screen? Ok. À. Hôm nay chúng ta cuối giờ chúng ta mới học về Halloween nhá. Còn ui giời. Vậy cô à, không, đây là... thầy Vương ơi. Bạn Mysterio là bạn nào sao lại được share screen đây? Ok. It's a boss. Yeah. Rồi, hôm nay mình học cái bài đã. Cô sẽ có hai cái quiz cho các bạn. I'm a pirate. Who? Who is a pirate? Pirate. Arr. Is that a pirate? Is that a pirate too? Pirate. Ôi. Bạn nào viết lên trên này của cô đấy? Cô mà phát hiện ra là... Bây giờ nó bé. A pirate. Chăm nữa. Pirate who? Chăm nữa. Arr. Thầy lần nào về cũng được 100 triệu hết trơn á. Rồi. Nên chúng ta học nhé. Nửa tiếng đầu chúng ta học, nửa tiếng sau chúng ta sẽ học về Halloween. Ok. Ok, look at the picture. Học lớp này học. Ai nói đấy? Cô mute hết rồi mà. Ok. Ok, look at the picture. What are the people doing? Cái này cô sẽ hỏi sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ đọc bài này trước nhé. Ok. Cô cần một bạn đọc giúp cô bài này. Đọc cả bài cũng được, nếu như là có thể. Ok. Con có thể giơ tay này, hoặc là con có thể... Ui, cô đội này nóng quá. Thôi, nhưng mà cô vẫn phải nhập vai.
cũng phải nhập vai, cô không được bỏ vai. Ok, bạn Tina đọc giúp cô bài này xem nào, họ nói về cái gì thế. À, chờ tí cô mở mic cho. Mở mic chỗ nào đây rồi. Ok, đây rồi. Ok. Hi. Ok, hello. So can you read for me this one? Mm-hmm. Yes. Shrove Tuesday, called Pancake Day in Britain, happens 41 days before Easter Sunday. For the next 40 days, some people don't eat sweets, chocolates, or crisps, but on Pancake Day, they can eat as many pancakes as they want. Yes. In many villages, people have pancake races. In Olney, the married woman run a race. They carry a pancake in a pan and run for 400 meters. In France, this day is a festival called Mardi Gras. Yes. This means Fat Tuesday. People wear amazing clothes and go out in the streets to have fun. Yeah. It is also called Mardi Gras in New Orleans. And this festival is famous all over the world. Okay. Wow. Con nói hay quá, Tina ơi. Okay. I love your accent. I love your voice. Okay, I just want to correct a few words like as. Okay, you missed the last syllable. Okay, it's as they want. They can eat as many pancakes as they want. Okay, and races không phải là races, con nhé. Races. Okay, đúng rồi. Okay, match each. Okay, rồi. Cô chỉ đó câu đọc như vậy thôi. Okay. Cô sẽ sang cái này luôn. Ok. Bài này thì chúng ta, cô sẽ cho các con nói theo cặp nhé. Chúng ta sẽ nói giống như là cái mục này nè. Mình sẽ giới thiệu về một festival. Đây. Do you have Shrove Tuesday in your country? Yes or no? What do you call it? And think of a festival in your country. And what do you eat? What do you wear? And what do you do in that festival? Ok, bây giờ cô cần một bạn đọc cho cô cái đoạn này thôi. Hai bạn. Một bạn là teacher và bạn là class nhá. Cái này là ví dụ thôi để cho con làm quen. Ok, cô cần hai bạn, Emma và chị Tuấn Vũ nhá. Ok, Emma, con sẽ làm class đi. Còn bạn chị Tuấn Vũ sẽ làm teacher đi. Ok. Yeah. Các con chỉ cần đọc thôi. Do you have Shrove Tuesday in your country? No, we don't. Think of a festival in your country. What do you call it? Tuấn Vũ. Vũ ơi, chị Tuấn Vũ, con có đấy không? Con đọc tiếp câu tiếp theo. Vũ, con có vẻ ồn quá đúng không? Con có nói được không? Nếu không được thì nhắn tin cho. Ôi, bật mic à? Con đây rồi. À rồi, đây, bật lại. Rồi, được rồi con ạ. Lúc nãy bạn Emma đang đọc đến what do you call it? Okay. We can eat carnival. We call it carnival. Mm-hmm. Okay, Emma, continue please. Emma đâu nhỉ? Okay, cô mở lại cho con này. Rồi ạ. What do you eat? Okay. Các con đừng tắt mic nhá. Bạn Vũ đừng tắt mic nhá. Cứ để đấy. Ok. Tiếp đi con. Mình đang ở câu này này. Đúng không? Don't eat anything special. We don't eat anything special. Ok, Emma, please. What do you wear? Mm-hmm. Who? People wear amazing clothes. Mm. What do you do? We go out in the streets to have fun. Okay. Rồi, cả lớp đã hình dung ra là mình sẽ làm gì trong bài này chưa?
Ok, chúng ta sẽ hỏi là mình có cái một cái festival nào đó ở nước của mình không? Chẳng hạn như ví dụ là Shrove Tuesday đúng không? Là mình sẽ ăn pancake. Có không? Có đúng không? No, we don't. Nếu mà không thì bạn kia sẽ hỏi là thế cậu hãy nghĩ ra một festival ở đất nước của cậu đi. Nó có tên là gì thế? Nó có tên là Carnival. Thế bạn ăn gì vào dịp đó này? Bạn mặc gì và bạn làm gì vào cái dịp đó? Ok, cô có một vài. Có quiz, yên tâm. Ok, cô có một vài festival ở đây. Rồi, bạn nào muốn nói cặp? Bạn nào muốn nói cặp? Comment vào trong chat cho cô. Nhiều mi quá. Từ nhá. Ok, the first festival is Lunar New Year. Cái giọng của cô hôm nay nó hơi bị ngạt. Ok, Đức An và Hiền Lưu nhé. Đức An. Ok, giờ chờ cô tìm coi. Lê Bùi Đức An này. Và bạn Hiền Lưu. Hello. Ok, hello Đức An, hello Hiền Lưu. Are you ready? Bạn nào sẽ hỏi, bạn nào trả lời thì chắc là Đức An con sẽ hỏi nhá. Và bạn Hiền sẽ trả lời được không? Ok không? Có ok không? Okay. Nhắn tin vào trong này cho cô. Hiền, con đã bật được mic chưa con? Rồi ạ. Ok, thế con sẽ là người trả lời, còn bạn An sẽ là người hỏi con ấy. Nếu mà lúc sau các con thích đảo lại cũng được, không sao. Cho nó công bằng, được chưa? Thôi. Ok, khi nào sẵn sàng con có thể bắt đầu. An có thể trao đổi bạn Hiền thoải mái. Hello Hiền. Can I ask you some questions? Cô ơi, con chưa nghe rõ. Con có nghe rõ bạn An nói không? Dạ không ạ. Không à, thế An nói lại cho bạn Hiền nghe một lần nữa nào. Can you ask me some questions? Okay, Đức An wants to ask you some question. Are you ready? Hiền. Okay, listen close. Con vẫn chưa nghe rõ. Nhưng con nghe thấy cô nhưng con lại không nghe thấy bạn An á. Chỗ bạn An nó cứ giật lắm ạ. À thế hả? An nói lại một lần nữa cho bạn Hiền xem nào. Do you have time for a couple of questions? Hiền nghe thấy không con? Con vẫn chưa nghe thấy. Thế thì lát nữa cô bắt cặp cho con bạn khác nha. Bây giờ cô gọi bạn khác để mình đóng cặp với bạn Đức An trước nhá. Ok, thank you Hiền. Rồi, bạn nào nào? Bạn nào cứ spam me vào đây thế? Bạn Minh Anh nhá. Minh Anh con nhá. Ok, Minh Anh, cô bật mic cho con rồi á. Đội mũi nóng thật con ạ. Nóng thật. Ok, Minh Anh, con đã bật được mic chưa? Phải bạn Minh Anh này không nhỉ? Bạn Minh Anh 04 mới đúng chứ. Ok. Bạn 04 Minh Anh ấy. Rồi, con bạn An nói lại để xem bạn Minh Anh có nghe thấy con nói không nào. Hello Minh Anh. Are you there? Yeah. Ok. Minh Anh, do you have time for a couple of questions? Yeah. Of course. Okay. Do you have in your country? Do you have a Lunar New Year in your country? Yes, we have. What do you wear? We wear dresses. What is it? Dresses. Interesting. So, mm-hmm. What do you eat? We eat chicken cake, chicken, and anything else that I can't remember. Oh, I barely learned chicken. So, okay. What do you do? We will get lucky money and go. Okay. Go. We with our grandparents. Pay. Yes. Visit our grandparents and receive lucky money? Yes. Okay. Do you have anything else to ask, Minh Anh, Lan? Wow, that is very interesting. Thank you for your time, Minh Anh. Okay, thank you to you both. Thank you, guys. Thank you, Đức An. Thank you, Minh Anh. Okay.
Các con có muốn nói về chủ đề này nữa không? Về lễ hội Lunar New Year là Tết đúng không? Tết của Việt Nam đúng không? Ok, bạn nào nữa nhỉ? Mấy bạn nào bảo Tina bắt cặp bạn nào ấy? Đâu nhỉ? Con với bạn Lê Ngọc Ánh Christina hả? Để cô tìm tên cho con ấy. Ok, Lê Ngọc Ánh. Rồi, các con tự trao đổi với nhau xem ai đóng vai nào nhé. Hoặc là mình có thể, sau khi mình hỏi thì mình sẽ nói về bản thân. Là ok, thì bạn nào cũng sẽ có quyền nói đúng không? Cô đã bật mic cho hai con rồi nhé. Con đã thấy được bật mic chưa? Yes. Ok, you can start now. I will be the ask and the one named Aiden will be answered. Okay? Okay, I agree. So, do you have Lunar New Year in your country? Yes. What do you wear in the festival? I wear new clothes and dresses. What do you Hiền mean? Có hỏi, Hiền có thể hỏi lại bạn Tina là what about you? What do you wear? Thế còn cậu thì sao? Đúng không? Đấy, mình có thể hỏi như thế trao đổi. I eat chung cake and some other special food. Mm-hmm. What do you do in that festival? I go to the pagoda and sing mm-hmm. song with my family. Great. Rồi, ok, thank you. Các con có muốn hỏi nhau gì nữa không? Thế thôi nhá. Rồi đấy, như là cô bảo ý, không phải là chỉ có một bạn hỏi và một bạn trả lời, mình có thể trao đổi với nhau. Có thể là một bạn thì mặc áo dài này, nhưng có bạn thì chỉ mặc cái quần áo bình thường thôi. Đấy, có thể như vậy đúng không? Có thể bạn có một bạn không đi ăn bánh chưng, bạn chỉ ăn thịt gà thôi chẳng hạn. Đấy, mình có thể hỏi nhau như vậy. Có, hoặc là có những bạn không đi chùa, nhưng mà bạn còn lại thì lại đi thăm chùa hoặc là đi thăm ông bà. Ok, rồi. Còn muốn nói về cái này nữa không? Cô sẽ cho nó thêm một lần nữa nhé. Ok, bạn nào nhỉ? Nguyễn Hồng Trâm đúng con? Và Huỳnh Viết Huy Trường nhá. Hồng Trâm, Nguyễn Hồng Trâm đúng con? Ok. Và Huy Trường, Huỳnh Viết, đây rồi. Ok, cô muốn có nhiều sự trao đổi hơn nhá. Okay. Are your mics on? Yeah. Hello, yeah, Hồng yeah. Trâm. Okay, you can Hello. Talk to each other. Yeah. Okay. I will ask you a question and you will answer. Okay? Yes. I'm ready. Okay. Do you have Lunar New Year in your country? Yes, we have once a year. Okay, what do you wear? I wear new clothes. Okay, what do you eat? I eat chung cake and fish and chicken. Oh. What about you? I eat the bánh chưng in there. So, what do you do in there? So, what do you do? I go to the pagoda with my grandparents. I visit grandparents and get lucky money. You get a lot. Yeah. You guys get a lot of lucky money during Lunar New Year. Yes, of course. Okay. What are the money? What is the money from? Your parents, your grandparents, or who? Who do you get the money from? I ask both of you. Let's see. My grandparents. Mm-hmm. My neighbors and my friends too. Okay. Okay. And your friends? Your friends too? Okay. Yeah. That would be a lot of fun. Okay. A lot of fun. And we are super rich. We are super rich during that period. Okay.
Các con biết cái món này là món gì không? Các bạn chỉ kể bánh chưng thôi nhỉ? Đây là món gì? Nem đúng không? Nem trong tiếng Anh là spring rolls. Spring rolls. Oh, spring rolls. Yeah. Okay, spring rolls. Okay, thank you, Trâm. Con học lớp mấy thế hả Trâm? Con mới đúng không? Con mới vào lớp nhỉ? Xin lỗi, con tên là Quân. Con học lớp 5 rồi ạ. Con học lớp 5 à? Thế cô vừa gọi bạn Trâm đúng không? Nhưng mà tên Trâm là của ai đấy? Là Nguyễn. Mẹ con ạ. Rồi. Con là gì Quân hả con? Liễu Minh Quân ạ. Ok, lớp 5 mà nói rất là giỏi đúng không? Cảm ơn con, cảm ơn Trâm, cảm ơn trường nhá. Ok, rồi. Cô sẽ... Thank you. Ok, thank you. Rồi, we have another festival. It is the Mid-Autumn Festival. Ok, cô cần hai bạn nữa nha. Ok, con tắt mic giúp cô nhé. Có quizzes, yên tâm. Ok, cô cần hai bạn nữa. Nói về Mid-Autumn Festival. Thằng Tú Phương có nói được không? Tú Phương này. Khánh Nam nhá. Tú Phương với cả Khánh Nam nhá. Ok, để cô gọi, để cô mở mic cho các con. Và cô. Thế rồi, Khánh Nam con để tên là gì? Tìm ra rất là nhanh luôn. Tú Phương con là, để là Hoàng Tú Phương à? Yes. Rồi. Con mở sẵn rồi. Ok, rồi hai bạn, cô đã mở mic cho hai con rồi đấy. Các con có thể nói chuyện với nhau được rồi. Okay, Khánh Nam con đã mở mic chưa? Cô chưa nghe hết tiếng con ấy. Yeah. Ok, đừng nói chuyện với cô á, nói chuyện với bạn Tú Phương nhá. Ok, Phương và Nam có thể nói chuyện với nhau. Bạn nào hỏi, bạn nào trả lời thì chúng ta hãy trao đổi với nhau nhé. What do you wear in the Mid-Autumn Festival? Con không nghe thấy cô ơi. Con không nghe thấy bạn Nam á? Có thể tiếng nó đến cái hơi chậm. Rè 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 rè. Nó bị ngắt đi ngắt lại, không nghe được. Nam, Nam nói lại cho bạn Phương xem bạn có nghe thấy không nào. What do you wear in Mid-Autumn Festival? Vẫn bị thế. Nhưng mà con vẫn nghe được đúng không? Chỉ là không nghe rõ. Nghe thì nghe được, chỉ là nó không được rõ cô. Ừ, đúng rồi. Thế thì con cố gắng, bởi vì mình học online mà. Sao mà mình nghe thấy như là mình nói chuyện mặt với mặt được đúng không? Ok, con nghe được thì con vẫn trả lời bạn được đúng không? Trả lời nhá. Ok, Phương. Mấy bạn Nam hỏi con là what do you wear in Mid-Autumn Festival? Phương con có đấy không? Hello. Hả? Ừ, con trả lời bạn đi. Nhưng mà trả lời cái câu nào á cô? Cô vừa mới nhắc lại cho con. Bạn ấy hỏi con là what do you wear in Mid-Autumn Festival? Mid-Autumn. What do you wear in Mid-Autumn Festival, Phương? Con chỉ không hiểu một vài câu thôi. Con có hiểu câu thì con mới học không? Lớp 3 thôi á. What do you wear mà không hiểu á? Con mặc gì? Con mặc cái gì vào dịp trung thu? Con thì con thường hay nghe wearing hơn nên nó quen hơn. What do you wear đấy còn gì? Bạn mặc gì đấy? Nhưng mà về chủ đề gì mới được chứ cô? Ôi trời. Trời ơi, con có theo dõi không vậy? Thôi, thì cô gọi bạn khác nhá. Con nghe các bạn khác nói rồi. Về mình trung thu. Ừ. Buổi sau, ở festival sau cũng ra nói nhá. Ok, cô cần một bạn khác. Cô cần một bạn khác. Lê Ngọc Thảo. Ok. Ok con. Rồi, Khánh Nam vẫn ở đấy con nhá. Khánh Nam vẫn hỏi nhá. Bạn Ngọc Thảo trả lời nhá. Oh, it's okay, Phương. You can do it next time. Ngọc Thảo. What do you wear in Mid-Autumn Festival? I wear casual clothes or áo dài. You wear casual clothes or áo dài, right? Okay. Next one. What do you eat on Mid-Autumn Festival? Okay. I eat
moon cake. Mm-hmm. How about you? I eat moon cakes too. Okay, what is your favorite flavor of moon cake? I asked both of you. Okay, what is your favorite flavor? Okay, we have lots of flavor here. Can you see it? So what is your favorite ingredient in a moon cake? The favorite filling? I like green tea. Okay, matcha, right? Green tea. Okay, what about you, Nam? What is your favorite ingredient in a moon cake? I like gurun, moon cake. What? Gurun? Ah, ý là thập cẩm đúng không? Có thấy bánh thập cẩm á? Trên đời thì chỉ có hai loại người thôi, là bánh thập cẩm hay là nhân gì nhỉ? Hay là nhân nhuyễn. Đúng không? Okay. Okay. Next one, Nam. What do you do on Mid Autumn Festival? Okay. Can you say again? What do you do on Mid Autumn Festival? I go to temple, play the Mid Autumn Festival, progress the light, and I go and I do many other things. Okay. So do you guys watch Dragon Dance, right? Is it Dragon Dance? Or do you make paper lanterns? Yes. Okay. How about you, Nam? Do you make paper lanterns? Or paper, okay, paper lantern. Đèn ông sao á? Mấy cái đèn lồng bằng giấy. Okay, rồi, cô cảm ơn các con. Sao sánh? Okay, thank you. Thank you Ngọc Thảo, thank you Khánh Na, các con tắt mic cô nhé. Đợi cô cần hai bạn nữa. Cô cần hai bạn nữa. Bây giờ thì mình sẽ, các con, hai bạn tiếp theo này sẽ nói về cái loại bánh trung thu mà mình yêu thích đi. Ok, bạn nào like moon cake cô gọi nhá. Liêu Minh Quân hả con? À, Minh Quân có phải là bạn nữa, tên là Ngọc Trâm. Tên là, bạn nào muốn... Phan Nhật Đăng Minh và Đào Khánh Linh nhé. Phan Nhật Đăng Minh. Ok, và bạn Đào Khánh Linh. Đào Khánh Linh con để tên là gì thế nhỉ? Sao cô không tìm thấy nhỉ? Đây rồi, Khánh Linh lớp 6 đúng không? Không nghĩ là vậy. Đúng rồi, cô bật mic cho cả hai con rồi đấy. Bây giờ các con nói chuyện với nhau đi. Talk about your favorite flavor of moon cakes. Okay. Nào hỏi bạn nào trả lời. Cứ nói chuyện thoải mái với nhau. Được rồi. Chẳng bạn nào nói. Đào Khánh Linh mở mic rồi này. Ok. Phan Nhật Đăng Minh, cô cũng thấy con mở mic rồi này. Rồi. Phan Nhật Đăng Minh. Đăng Minh ơi, con hỏi bạn Khánh Linh trước đi. What's your favorite moon cake? Green tea moon cake. What's your favorite moon cake? My favorite moon cake is green tea and yam moon cake. Okay. Also, green tea. Các bạn có phải thích vị green tea thế nhỉ? Vị trà xanh đúng không? Okay. Do you guys eat salted egg too? This one tastes so good. This one, salted egg. Do you like it? Cô hỏi cho bạn nào nói. Các bạn vẫn bật mic mà đúng không? Ok. Trả lời cô không? Bạn nào trả lời cô không? Không à? Ok. Rồi, cảm ơn các con. Cảm ơn Đăng Minh và cảm ơn bạn Đào Khánh Linh nhá. Cô cần một bài nói dài hơn, kẹo đi nào. Các con có thể nói là mình ăn những vị gì ở trong bánh đấy thì mình chế biến như thế nào chẳng hạn. Có nhiều thứ để nói mà đúng không? Ok.
Đức An và bạn nào? Bạn đâu? Trà xanh là không có người yêu là sao? Sao lại thế à hả? Ăn trà xanh là có người yêu. Trời ơi. Rồi, cô sẽ gọi bạn Đức An và bạn nào nữa? Nhắn tin vào trong chat cho cô xem nào. Ok, Đức An đã ở đây rồi. Sao? Thôi, bạn nào gọi... thôi, cho Đức An và bạn Hiền lại nhá. Có khi lại làm tốt hơn là cái Lunar đấy. Lunar New Year đấy. Lại là An và Hiền nhá. Ok. Con các bạn nào mở lời trước cũng được, không sao hết. Không cần gọi nhau đâu. Hi Hiền. Yesterday I watched a Mooncake program. It's a very very sweet. Oh my god. Very delicious. I think I am very hungry. I like Buran mooncake. How about you? Hiền, còn nghe bạn An nói. Hello. Thôi rồi, Hiền ơi, con đâu rồi? Đâu rồi? Hiền ơi, mở mic chưa thế? Tại con không mở tiếng được, cô tự nhiên tắt của con đi. Cô không tắt đâu. Thôi được rồi, con nghe bạn An nói gì chưa? Rồi ạ. Ừ, đấy. Trả lời bạn đi con. Hoặc là con có thể kể về bản thân của con thế nào cũng được. Bạn An nói nhỏ lắm á cô. Nghe hả? I like green tea mooncake, fruit mooncake and snow skin mooncake. Ok. An có thể hỏi bạn thêm cái gì đó. You like modern mooncake, but I like traditional mooncake. But why you like green tea mooncake? Why do you like? Why do you like? Why do you like modern mooncakes? Like matcha? Yes, why do you like modern mooncake, not traditional ones? Because it's really delicious. Okay, it's still more delicious. It's more delicious than a traditional one. I don't think so. I like Warren Mooncake because they have many food. Okay. Sugar. Okay, there are many ingredients in a traditional mooncake, right? Yes. Mm. Mooncake is good too. Okay. Oh, can you make mooncake? No, I can't. Me too. Nếu mà mình muốn. Okay, nếu mà mình muốn bảo là tớ cũng không làm được, mình sẽ nói là me neither, nhá. Me neither. Tớ cũng không làm được. Me neither. Okay. So both of you cannot make mooncakes? No. Have you ever tried? Have you ever tried to make mooncakes? No. No? I always buy mooncakes in the shop. Oh, okay. Okay, we can, yes, of course. It is faster and more convenient to buy mooncakes in the store. Okay, thank you. Thank you, Đức An. Thank you, Hiền. Rồi, bây giờ đến những cái thứ, những cái festival mà các con đều chờ đợi đây. Cô chỉ cần một cặp nữa thôi. Tina chưa bao giờ làm bánh hả? Ok. Cái này thì dễ hơn đúng không nào? Bởi vì nó đúng là ngày hôm nay luôn đấy. Bạn Minh Nhật có muốn nói không? Lê Minh Nhật này. Ok. Bạn nào Quỳnh Ngọc và con có muốn nói không? Today is Halloween, yes. Minh Nhật không nói đúng không? Thôi để cô không gọi nhá. Bạn gương mặt thân quen với các bạn khác đâu? Các bạn khác đâu? Tay ở con đâu? Where's your hands?
Ôi trời ơi, bạn Văn Hoàng Ngân có muốn nói không? Quỳnh Ngọc nữa. Ôi trời, để xem nào. Lại được ai? Lại Tina. Trời ơi, toàn mặt thân quen thôi. Thôi, được rồi, cô sẽ cho hai bạn gọi là muốn nói nhất trong lớp nói, Lê Bùi Đức An này. Và bạn Tina. Ok, rồi hai bạn con hãy nói nhiều vào. How are you today? Rồi bạn Minh Quân đợi cô. Fine, thanks, and you? Me too. The weather is not so good, but it's very fun. Tina, do you have Halloween in your country? Well, I don't have Halloween in my country. Sad. But in Vietnam, many people like Halloween. Yeah, I know. Do you have Halloween in your country? Cô live in Vietnam không? I don't have Halloween, but I very like to wear fire costume. How about you? What would you wear? I will wear a witch costume. I've never tried it, so I don't know what I will wear. I think I'll be the witch. Me too, but I very love fire costume because it's very strong. I look, I am brave. Well, maybe I will like carry a fair, a chopstick that is, there's a star on it, and I'll turn you into a frog. Turn me a frog? No. Yeah. Frog? But if I turn it, if you turn me a frog, I don't eat the candy. I very love it. Do you know trick or treat? Yes, I know. It's very famous. I very love candy bars. Yeah, but I've never tried it. Me too. Me neither. If I was there, I would ask them to give me candies, chocolate, sweets. Yeah. Okay. How about you? What do you tell them to give you? My parents always buy some candy like chocolate or some biscuits. And sometimes my parents buy some ghost costumes or fire costumes. My sister likes my witch costume too. But my sister. I always will go outside by wearing my costume. How about you? What do you do? I will go out the street and go trick or treat, or I will scare the children on the street like that. She's not going to scare all the children away with her witch costume. Or I will be the skeleton. Oh, or a ghost. Yeah, a ghost. They'll be scared. Very scary. I don't like skeletons. Sometimes I watch a scary film, so I never watched a scary film before. I will. Horror movies? Well, if you are on the street, I will become a ghost and I'll scare you. Oh my god. I think it is the easiest way to be a ghost because you only need a white blanket and you cover it all over your body. And you know, make two circles to make an eye and then voila, you are a ghost. Yeah. Right? I've done that one. Watch a scary movie, like Harry Potter. She says it's very fun in a Halloween day. Watch scary movie. Okay. I've watched a scary movie once, and it's really scary. What's the name of the movie? Skeleton. It's Friday the 13th. Remember.
Well, I don't know its name, but it's about a dead person that it's dead and then it's become live and then it came and scared people. it's about a dead person and that person came to life and what? And scare people. And scare people away? Okay, thank you. Thank you to Dad and Tina. Thank you for sharing all of your memories during Halloween. Thank you so much. Okay. Cô thấy là có bạn Mario và bạn Minh Quân muốn nói đúng không? Mario, cô gọi con nhá. Mario, lúc nào nhá. Các con có thể trao đổi với nhau về dịp Halloween, kể về những cái kỷ niệm của các con. Okay, và bạn Minh Quân nữa này. Yeah. Okay. Yeah. Mario, con đã mở mic chưa? Cô thấy bạn chưa mở. Thôi thì cô sẽ gọi bạn Văn Hoàng Ngân nhé. Okay, Văn Hoàng Ngân và bạn Liêu Minh Quân. Các con có thể nói chuyện với nhau về ngày lễ Halloween, kỷ niệm của con là gì và con làm gì trong cái dịp đó. Okay. You will ask me and I will answer, okay? Okay. What do you wear in Halloween? Some costume like a bee or a witch, a ghost, a chef, anything. Let me see. You eat what? Turkey. Turkey? In Halloween, I eat turkey. Yeah, of Con course. Nhầm ngày lễ không vậy? Hả? Cô tưởng Halloween à đâu? Cái gì nhỉ? Turkey, gà tây đúng không? Mình chỉ ăn vào lễ... Lễ gì nhỉ? Easter là gì? Phải Easter. Thanksgiving, lễ tạ ơn. Đúng không? Okay. Okay. Oh, but of course, you can eat turkey during Halloween. It's okay. It's totally okay. Okay, con có thể hỏi lại bạn. Okay, what do you eat in Halloween? I eat candy and chocolate. Ooh, that's sweet. Mm. But don't eat much that's candy. Delicious. Yeah, we don't eat much. You shouldn't eat much candy because... Our teeth, okay? We have to protect our teeth, okay? Yeah, of course, of course. We can only spoil ourselves one day. I'm watching ghost movie, but I didn't watch it because it's so scary and I don't want to get... Have a nightmare, of course. Yeah. Okay, we shouldn't watch scary movies at night. Or we cannot sleep. Yeah, it happens to me too. Okay. Rồi, các con có muốn nói gì với nhau nữa không? Okay chưa? I can sleep, but I only have nightmares. Okay. Do you often have nightmares? I didn't have nightmare. I go to somewhere play. It's so far. And it's fun in there too. But I don't have any nightmare there. Okay, good for you. Good for you. Happy Halloween, everyone. Okay, bây giờ cô thắng quiz nha. Okay, cảm ơn Hoàng Ngân. Cảm ơn Minh Quân. Rồi. One more question. One more question? Okay. Okay. Do you have a Halloween in your country? My country? Yeah. I think so. Because I don't think it is like traditional in Vietnam, but no, it's a modern one. And yeah, people are celebrating it today, you know? In the big city. Okay, in big cities. Rồi, cô sẽ... Để cô xem nào. Cô một chút nhé.
How can My brother do it. Yeah, of course. Oh my god, this is Halloween. Okay. Hình như cái này. Từ, cô mở lại để cô mở lại. Hello. Rồi. Các con hãy nhập joymyquiz.com và code 7974582 nhé. Hệ joymyquiz.com này. Code là 974582. Rất tiếc là cái này cô không có link để gửi cho con luôn được. Các con có thấy màn hình không? Con có thấy. Ừ, con vẫn chưa tắt mic à? Tắt mic. Vâng, để con tắt mic nha. Mong là hôm nay không bị đơ nữa. Ok, có một bạn vào rồi. Hai bạn. Con cứ vào dần dần nhá, cô sẽ mở trước. Start chưa nhỉ? Khi nào được 30 bạn vào thì cô sẽ start nhá. Nhanh nhá, các con nhé. Sau khi chờ đợi thì cô sẽ khoe con một cái costume nữa. Không hẳn costume, chỉ là một cái mask thôi, một cái mặt nạ thôi. Đây. Từ từ. cô đâu ấy nhỉ? À đây. Từ từ. Cô phải né mặt đi một tí đã. Cô đeo nó vào. Ta-da! Thấy chưa? Đấy, cô bảo đây là một nhân vật ở trong phim mà. Một nhân vật ở trong một bộ phim kinh dị. Yeah. Cô thiếu đạo cụ đấy. Có mỗi cái này thôi. Thiếu đạo cụ. Cô có mỗi cái này để khoe con. Cái này sợ hơn kia nhiều đúng không? Đây là không nhìn thấy. Đây là nhân vật ở trong bộ phim Scream. Đấy, nếu mà không biết các con đã xem chưa, cô xem bộ phim này từ hồi bé cơ. Các con thích cô làm phù thủy hơn hay là làm cái con này hơn? Ôi giời ơi, thấy chưa? Nhìn sợ chưa? Đeo vào một tí nhé, và nóng hơn cả cái mũ bảo hiểm. À, mũ phù thủy không phải nóng vậy hiểm. Ok, nhập vai. Start nhá. Bài này là bài nóng quá. Cô đội cái này đi. Ok, tiếp nè. Đây là bài đọc. Rất là ngắn thôi. Ok, cô sẽ nhờ từng bạn đọc giúp cô nhé, từng câu nhé. Bài đọc này các con phải để ý vào, bởi vì là những câu quiz đằng sau liên quan đến nó đấy. Rồi, bạn Tú Phương vẫn chưa được nói đúng không? Cô gọi lại con nhé. Bạn Tú Phương ý. Rồi, đọc giúp cô câu này xem là nó có nghĩa là gì nữa nào. Đọc là tiếng Anh này, sau đó nói cho cô nghĩa tiếng Việt. Ôi. Hiểu không? Nhưng mà sao cái quiz của cô con không vào được vậy? Mà con có nhìn thấy màn hình mà cô share không? Màn hình có. Mã là gì á? Con nhìn xuống đáy của đấy này. Xuống cái dòng cuối cùng đây này. Con tìm rồi nhưng không có được. Rồi myquiz.com enter 974582. Ok. Con chỉ bấm đồng mã thôi chứ nó không vào được á. Con phải đăng nhập. Cô nghĩ con phải đăng nhập đấy. Thử lại xem. Con nhập rồi mẹ. Nhưng nó không được ý. Cái lần lúc trước mà lần nào con cũng không được. Thấy các bạn đều vào được hết. Con phải xem lại máy của mình xem sao nhá. Ok, bạn Emma hộ cô nè. Halloween is a tradition that began in Europe many hundreds of years ago. Okay, what does it mean?
Halloween là một truyền thống đã bắt đầu đã có từ bắt nguồn từ châu Âu vài trăm năm về trước. Đúng rồi, Halloween là một truyền thống bắt nguồn từ châu Âu, từ rất là nhiều trăm năm về trước rồi. Ok, thank you Emma. Next one. Ok, bạn nào? Đào Khánh Linh hộ cô ấy, mấy con cũng chưa được nói quá. Sao cô có đánh chữ Đào Khánh Linh ra lại không ra nhỉ? Đánh như thế nào để mình ra? À, con nói được rồi đúng không? Ok, đọc cho cô. Đọc cho cô. It is a special day in many countries around the world. Ok, con có đọc là countries nhé. Countries. Đây là số chiều của từ country. Ok. Câu này nghĩa là gì con nhỉ? Nghe ngại là ngày nay. Ngày nay luôn. Ngày đặc biệt. Đó là một ngày đặc biệt ở nhiều. Ở quê, ở trên nhiều đất nước. Countries là đất nước con nhá. Còn countryside mới là vùng quê. Ok. Đây là ngày rất là đặc biệt ở nhiều đất nước trên thế giới. Ok, rồi cảm ơn con Khánh Linh. Tiếp theo. Ok, it always falls on the same day every year on October 31st. Câu này nghĩa là gì nhỉ, Bảo Khôi? Bảo Khôi ơi. Ôi, Bảo Khôi chỉ có cái ghế thôi, không có người. Trời ơi. Lê Ngọc Ánh vậy, Lê Ngọc Ánh hộ cô câu này với. Bảo Khôi bây giờ bạn đi về. Cô là nó thường giống như là nó thường diễn rơi ra. Rơi vào. Ừ đúng rồi, nó thường diễn nó ra. Nó thường rơi vào. Nó phải thường rơi vào luôn đấy con ạ. Một ngày. Nó thường rơi vào một ngày của một năm vào. Đó là ngày 31 tháng 10. Ok, đúng rồi. Tiếp theo bạn Khánh Nam giúp cô câu này với. At night, children wear costumes. These costumes usually include a mask or some makeup for the face. Ok, con có hiểu nghĩa câu này không? Nghĩa là gì con nhỉ? Con không hiểu. Không hiểu, ok, thì bạn Hà giúp cô nhé. Ok, cảm ơn Khánh Nam. Bạn Hà hai chấm ngoặc ấy. Đâu rồi? Bạn Hà hai chấm ngoặc đâu? Bạn Hà mặt cười đâu? Ơ, con vừa muốn nói mà. Sao lại không thấy đâu nữa rồi? À đây rồi. Ok con, câu này nghĩa gì hả con? Nhanh nhá, để chúng ta làm quiz nhá. Này có nghĩa là vào buổi tối trẻ em mặc những đồ hóa trang. Đúng rồi, trẻ em sẽ hóa trang. Những cái trang phục này đó. Costume là trang phục. Cái trang phục này thường include là gì? Bao gồm, thường bao gồm những cái mặt nạ này. Thường bao gồm những cái mặt nạ. À, makeup là gì? Để lên mặt. Và những cái đồ trang điểm dành cho mặt. Makeup ấy, makeup là đồ trang điểm ấy không? Hóa trang. Dạ. Ok, mình sẽ những cái trang phục này thì bao gồm thường bao gồm những cái mặt nạ và hóa trang cho khuôn mặt. Ok, được rồi, tiếp này. Rồi, chúng ta phải nhanh nhất để có làm quiz chứ. Để cô đọc đi. Ok, for example, on Halloween you might see an elephant, a witch with a tall black hat. Or maybe even a spooky ghost. Ok, ví dụ thì chúng ta thường thấy một con voi này. Một mụ phù thủy với cái mũ to và dài màu đen này. Và một con ma spooky kiểu là kiểu huyền bí, kiểu ma ám ý. Ok, đáng sợ. Ok, the children then go from house to house and ask for candies by saying trick or treat. Ok, các bạn nào nói giúp cô là trick or treat trong tiếng Việt thì kiểu phiên bản Việt hóa ấy, thì nó gọi là gì đó? Bạn Ngọc Ánh hộ cô xem nào. Con thưa cô, trick or treat có nghĩa là cho kẹo hay bị ghẹo. Ok, cho kẹo hay bị ghẹo đúng không? Rồi,
đến nhà mà không cho tôi kẹo là tôi kẹo đúng không? Ok, cho kẹo hay bị kẹo? Many older kids and adults also put on costumes and go to Halloween parties. Những đứa trẻ lớn hơn này hoặc là kể cả người lớn thì cũng hóa trang và đến những bữa tiệc Halloween. Jack-o'-lanterns. Đây là một cái câu rất là quen thuộc đúng không? Ok, a very common. Nói về cái quả bí ngô này. Ok, mình sẽ khoét quả bí ngô ra và sau đó khoét những hình mắt này và miệng. Sau đó bỏ nến vào. Thế là mình đặt ở ngoài sân. Thế là sẽ sáng lên. Ok, tiếp nào. A lot of people like to put them in their windows or on their front doorstep. Mình sẽ có thể đặt ở trên bậc cửa này. Đấy, hoặc là trên cửa sổ. Most people have a lot of fun on Halloween. Hey, happy Halloween everyone. Sau đây chúng ta có một vài câu hỏi nhé. Ok, bắt đầu đi các con ơi. Okay. Halloween is celebrated on the last day of October. True or false? 2, 1, and time is up. Ôi, sao không nghe tiếng gì nhỉ? Tôi tắt mất tiếng rồi. Okay, let's look at the leaderboard. Giỏi quá. Tina, vua nghĩa pro nhất. Là bạn nào vậy? Nhớ nhé, chúng ta đếm ngược thời gian đấy, nên chúng ta phải nhanh lên. On Halloween, children find presents under the tree. True or false? I think all of you will know the answer to this question. Okay, 5, 4, 3, 2, and 1. Time is up. Ôi ôi, thấy chưa? Sự thay đổi rất là ngoạn mục. Tiếp nào. On Halloween, people have costume parties. True or false? Ok, trả lời rất là nhanh. Sao có một vài bạn vẫn chưa trả lời nhỉ? Thanh Thư, khi như Thanh Thư vào hạ bằng 2 nick. Thanh Thư vào bằng 2 nick nhưng chưa có nick nào vào cả, chưa có nick nào trả lời. Ok, time is up. Let's look at the leaderboard. And congratulations to Hoàng Ngân, Emma, Tia, Thủy Tiên, Lê Ngọc Ánh và Vuông Nghĩa pro nhất. Next one. Nhanh thế. The main symbol of Halloween is a big cucumber. Oh my gosh. Cucumber? So what is the correct answer to this question? Right. Bạn nào cứ đếm ở trong này không được spam con nhá. Bạn Duy 8E là bạn nào? Okay, leaderboard. We have Lê Ngọc Ánh lên đầu tiên rồi. Okay, tiếp theo là Emma. Ôi giời. True á? Hả? Hả? False. Ôi giời, vẫn có ba bạn trả lời true. Trời ơi. Okay, next one. Câu này là câu gì thế nhỉ? Sao lại thời gian lại nhiều thế nhỉ? Which vegetable symbolize Halloween? Nào, chúng ta sẽ kiểm tra thông tin này, kiểm tra kiến thức này và kiểm tra cả tốc độ đánh máy nữa nhá. Để có chính xác không nhá, có nhanh không nhá. Để
đánh thật là đúng nha các con nhé. I'm very sad. Bây giờ toàn thầy đánh sai thôi. Thầy đánh sai thôi. Ai cũng biết là pumpkin đúng không? Pumpkin. Nhưng mà biết thì nào mới đúng cái này. Nha. Chết rồi. Câu này là câu thay đổi thứ tự bảng xếp hạng như này. Bạn nào đánh là potato trời. Ôi trời ơi, I don't know. Vi trường I don't know. Ok. Các con đã trả lời hết chưa? Là muốn cô dừng chưa? Của bạn nào đấy? Ok. Chúng ta còn nhiều thời gian đấy. Còn một vài phút nữa đấy. Thế rồi, quá giờ mất rồi. Không sao hết. Sao mà. Cố lên, cố lên. Đây. Khi nào à, thôi, cô cứ để cho thời gian chạy hết đi. À, đây nha. Còn bạn nào chưa trả lời được thì trả lời nốt cho cô nè. Chúng ta còn dưới một phút thôi. Các con trả lời xong hết chưa? Pumpkin hay pumpkins phải? Pumpkin S hả? Gần S rồi các con. Ok. End nhá, cô end nhá. Cô thấy không có bạn nào trả lời thêm nữa nên cô sẽ end ở đây nhá. Ok, xem nào. Tất nhiên là pumpkin. Pumpkin của chúng ta phải là P-U-M-P-K-I-N. Đúng không? Toàn thiếu chữ T thôi. Có bạn có biết là pumpkin. Chữ N cuối mới đúng. Ok. On Halloween, children walk from house to house and say Merry Christmas. Oh, dang. No, no, right? Who say Merry Christmas on Halloween? Raise your hand. Okay. Who say Merry Christmas on Halloween? That's crazy. Ok, next slide luôn. Then, what do they say? Wow, giỏi quá. Happy Halloween. Ok. Nhớ là Halloween có hai chữ E các bạn nhá. Có bạn tên là Halloween kìa. Tiếng Việt đấy cũng được. Pumpkin, ok, trick or treat. Happy Halloween cũng được đúng không? Ok. Không chưa hiểu vì sao là cái này lại không có tiếng. Không mute. Bây giờ mình có nhạc. Đấy ngồi. Vẫn nhạc, không có tí nhạc nhẽo nào. Các bạn ơi. Rồi, khó quá. Các bạn, xong cho các bạn. Bạn nào mà nói Happy Merry Christmas và Halloween. Một chữ A, một chữ O. Ok. Xong chưa các con? Dạ. Ok, cô sẽ end ở đây á.
chúng ta sẽ nói gì nhỉ? Chúng ta sẽ nói gì nhỉ các con? Bây giờ cô sẽ bật mic. Cô sẽ bật mic cho các con. Cô sẽ bật toàn bộ lên nhá. Con sẽ đồng thanh nói cái này, mình phải đoàn kết nhá. Nói cùng một lúc nhá. Ok. 1, 2, 3. Trick or treat. Okay. Happy Halloween, everyone. Happy Halloween. Okay. Do you have fun today? Yes, of course. No. Okay, yes. Thank you so much. Okay. So, are you going to go trick or treat in your neighborhood? No. No, my neighbor is sleeping because this virus and is here, so we cannot go. Okay. My neighbor not. They are asleep now. Okay, everyone is asleep now. Wow. Okay, happy Halloween, everyone. I hope you have an amazing Halloween. With me. Okay, Merry Christmas. Okay, cô có vài cái cho con này. Hãy lấy nó qua màn hình nhé. Okay, cô lấy được. Cô có vài cái nữa. Đây, cái này nữa nè. Cái cô chưa thử bao giờ. Cô nghe nói là nó có vị sữa chua. Đấy. Ở đây là oh my god, nó bị sữa chua à cô, bắt bỏ theo. Okay, lấy Halloween vui vẻ nhá, mặc dù chúng ta không được đi xin kẹo nhưng mà ta vẫn được đi xin kẹo với cô. Nếu chúng ta gặp nhau được thì cô cũng cho con cả đống kẹo luôn. Okay, mong là năm sau con có sẽ có dịp hóa trang và đi xin kẹo nhé. Ô, bạn nào nói cô kẹo. Ok, so goodbye. Happy Halloween. Không có kẹo đâu cô ơi. Ok, don't have a nice day. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher, see you soon. Bye teacher, see you soon. Cô nhanh lên nha, còn vào bye. Bạn nào share screen đấy. Bạn nào share screen đấy. Bye bye. Bye. Các bạn nào đã share screen này?